chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trò chuyện cùng chuyên gia để sở hữu bí kíp vàng trở thành mẹ thông thái. Chương trình được phát sóng trên fanpage của Unitry và kênh YouTube Unitry yêu thương những xúc cảm. Xin được cảm ơn nhãn hàng Unitry đã đồng hành tài trợ chương trình này ạ. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn tới đó là vấn đề làm sao để mẹ bỉm đủ sữa. Và Mỹ Tiên tin chắc rằng đây là chủ đề đã và đang được các mẹ rất quan tâm, không chỉ là các mẹ đang chuẩn bị mang bầu và đặc biệt là đối với các mẹ lần đầu mang thai ạ. Và để giải đáp thắc mắc này thì ngày hôm nay chương trình rất hân hạnh mời đến đây Thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Thùy Phước, Phó khoa sản Bệnh viện Đại học Y Dược Sinmark ạ. Vâng, xin được chào bác. Chào MC và chào quý vị khán giả. Vâng, và để hiểu rõ hơn về tâm lý của các mẹ bỉm đang gặp phải vấn đề này thì xin mời quý vị cùng đón xem đoạn video clip sau đây ạ. Alo, mẹ hả? Alo mẹ đây, cháu ngoại của mẹ đâu rồi? Con mới để Xu qua phòng nó ngủ xong á. Ủa vậy hả? Mà mẹ, bữa giờ hả, con rậu quá à. Hồi đó mẹ có bị ít sữa không? Chứ sao con á hả, dắt ngày dắt đêm, dắt như một con bò sữa luôn á, mà không có đủ sữa cho thằng Xu nó bú. Mẹ, cháu ngoại của mẹ đâu có chịu uống sữa ngoài đâu. Rồi bây giờ con cũng không biết phải làm sao nữa. Rồi chồng con nó có chăm sóc con tốt không? Nó cho con ăn cái gì? Thì dạo này á, ngày nào á, ảnh cũng bắt con ăn nào là giò heo hầm đu đủ, rồi canh rau ngót thịt bò, xong rồi cháo đậu xanh. Trời ơi, mấy cái món đó bây giờ con nghe mùi thôi á mà con chịu không nổi luôn á. Mẹ, giờ có cách nào giúp con không? Trời ơi, cái thằng này à, mẹ, thôi nha, chồng con ảnh vô. Tên tên tên, vợ ơi, cơm nè. Đây, vợ ơi, ăn cơm nè. Dạ. Ý, thịnh soạn chưa? Đó à, mấy món này nữa hả? Trời ơi, ăn liên tục mấy ngày luôn rồi đó. Em ngán tới tận cổ luôn rồi nè. Ôi, ăn như vậy á mới tốt cho sức khỏe của phụ nữ sau sinh chứ. Anh đã lên trên mạng tìm hiểu kỹ lắm luôn rồi đó. Bây giờ ha, em ăn là em có nhiều sữa. Mà có nhiều sữa thì con mình mới mau lớn được chứ. Vậy hả? Vậy anh ăn đi, coi có nhiều sữa không? Ừ, anh sinh nở thì được đâu mà ăn. À, tôi biết rồi. Anh đang tương kế tụ kế đúng không? Anh định á là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Anh tính á hả, dụ dỗ tôi ăn mấy cái này xong, cái tôi mập như một con heo vậy nè, xong rồi xấu xí, rồi anh đi ra ngoài, anh kiếm Tuesday đúng không? Xấu tôi khổ quá. Gì trời, em nghĩ cái gì vậy? Anh muốn tốt cho em thôi à. Anh đã lên trên mạng search nha, kỹ lắm luôn, tìm kỹ lắm luôn, với người ta chỉ. Xong bây giờ cái anh đi chợ nè, đi thức khuya dậy sớm, anh lựa đồ ăn ngon theo anh cắt kỹ không đẹp nè, cắt bông cắt hoa cắt rồi anh làm nguyên một buổi luôn mới có đồ ăn cho em đó. Gắng ăn đi, tốt cho sức khỏe mà. Trời ơi, tối ngày á anh cứ mạng mạng mạng. Anh cưới tôi hay cưới con mạng vậy? Nhìn đi, anh nhìn đi, ăn tới ăn luôn vậy á. Anh ăn đi, tôi không ăn đâu. À, thôi rồi vậy nè, bây giờ gái ăn hết mâm này nha. Bắt đầu anh sẽ mai anh dẫn em đi bác sĩ xem nguyên nhân nó như thế nào nha. Ngoan ăn đi anh thương nha. Lần này nữa thôi nha. Nha, đây, để anh bới cơm nha. Gái ăn cho hết mâm luôn nha. Hả? Vâng ạ, và như cái đoạn video clip vừa rồi thì Mỹ Tiên thấy là tình huống hai vợ chồng đang gặp rắc rối lớn về làm sao để cho mẹ bỉm có thể đủ sữa cho bé sau này. Thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về điều này được không ạ? À, đúng rồi đó Mỹ Tiên. Như cái video mình vừa xem á, thì cơ bản, vấn đề cơ bản hết á là các mẹ không có hiểu được cái cơ chế tiết sữa là như thế nào để mà mình có những cái phương pháp phù hợp. Đó cũng là rắc rối mà các mẹ bỉm sữa thường hay gặp đó. Dạ, như vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cái cơ chế tiết sữa ở mẹ mới sinh là như thế nào được không ạ? À, mình có thể hiểu một cách khái quát như vậy nè. Trong lúc quá trình mình đang mang thai á, thì cái tuyến sữa sẽ phát triển rất là nhiều. Dạ. Dưới tác động của những cái hormone nội tiết trong thai kỳ, thì để nó chuẩn bị sẵn sàng cho cái nhiệm vụ phải tiết sữa sau khi mình sanh em bé ra. Dạ. Ha. Thì cái việc mà tạo sữa đó với lại... nó sẽ có là tạo sữa và tiết sữa. Thì hai cái việc đó đó, nó là do hai cái hormone ở trong
cơ thể của mẹ là prolactin và oxytocin. Cái prolactin nó sẽ giúp mình tạo ra cái sữa, còn cái oxytocin thì giúp tiết sữa. Thì cái lượng sữa nó sẽ được tạo ra từ các nang sữa, rồi sau đó sẽ được tiết ra ngoài qua các ống tuyến để dẫn sữa ra ngoài. Thì cái lượng sữa tạo ra nó ít phụ thuộc vào cái kích thước của cái tuyến vú. Mà quan trọng nhất là cái động tác trẻ bú mẹ và cái thời gian mình cho bú, cái thời lượng mình cho bú cái thường xuyên hay không ha. Bởi vì khi mà trẻ bú mẹ đó thì cái động tác múc bú mẹ nó sẽ tạo ra một cái phản ứng tác động lên trên cái não của người mẹ, thì tiết ra prolactin và oxytocin. Prolactin nó sẽ tạo ra sữa, còn oxytocin thì nó sẽ co bóp những cái ống tuyến để nó đẩy sữa ra ngoài. Cái prolactin nó sẽ kích thích các tế bào ở cái nang tuyến sữa để tạo ra sữa. Còn oxytocin thì nó sẽ làm co bóp, nó kích thích các cơ trơn co bóp để đẩy sữa ra ngoài. Ngoài ra đó, cái prolactin nó còn có tác dụng ức chế cái sự rụng trứng. Còn oxytocin nó còn có một tác dụng nữa trên cơ tử cung, đó là nó làm co bóp cơ tử cung, nó làm cho cái tử cung co hồi lại tốt hơn và nó tống sản dịch ra ngoài. Thì khi mà mẹ cho con bú á, bằng những cái tình cảm yêu thương trìu mến rồi đó, thì với một cái tâm trạng thoải mái nó sẽ giúp cho cái việc tiết prolactin và oxytocin tốt hơn. Thì nãy giờ bác sĩ cũng dùng những cái từ chuyên môn, nhưng mà theo Mỹ Tiên hiểu nôm na có nghĩa là khi mà bé cứ bú thì là sữa nó mới tiết ra nhiều và đều đặn, đúng không ạ? Nếu mà mẹ cho bé bú nhiều lần thì cứ đến giờ đó là bắt đầu sữa bắt đầu tiết ra. Vậy này Tiên, khi mà mẹ cho bé bú thì prolactin nó được tiết ra, thì cái prolactin đó nó sẽ tạo sữa cho cái cữ bú sau. Dạ. Thường thì cái khoảng thời gian là bao lâu bác sĩ mình có biết được không ạ? Như vậy nữa nè, ngoài cái prolactin và oxytocin để tạo sữa và tiết sữa thì ở trong còn có một cái chất ức chế tạo sữa nữa. Cái chất ức chế tạo sữa đó, khi mà cái lượng sữa ở trong cái tuyến vú của mẹ quá nhiều á, thì cái chất này nó sẽ hoạt động để cho nó giảm cái sự, nó giảm gây tổn hại lên cái mô vú do cái cảm giác bị căng đầy quá mức. Bởi vậy mà từ cái đó thì mình sẽ thấy nếu mình muốn duy trì lượng sữa thì mình phải lấy hết, mình phải không cho cái chất ức chế sữa đó có, mà muốn lấy hết cái chất đó ra ngoài thì mình phải lấy hết cái lượng sữa trong vú mẹ ra ngoài. Bằng cách là mình sẽ cho bé bú hết, hoặc là nếu không bú hết thì mình phải hút cái sữa đó ra hết. Đó nên là cái đó cách là mình duy trì cái lượng sữa đó. Lý do tại sao em thấy là có những người mẹ hút sữa ra xong rồi để trữ ngăn đông. Bởi vì nếu mình để, mình cứ sợ không có đủ sữa cho bé bú, cái mình cứ để sữa, thì cái chất ức chế tạo sữa này nó sẽ hoạt động, và nó hoạt động nó sẽ dần dần nó làm cho mình là giảm tiết sữa. Như vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cái nguyên nhân mà khiến các mẹ mất sữa hoặc là bị tắc sữa sau khi sinh không ạ? Thì giống như mình thấy cái cơ chế, từ cái cơ chế tiết sữa đó mình thấy để tăng được cái lượng sữa thì mình phải tăng được cái tạo sữa và cái tiết sữa, phải cho bé bú sớm để cho nó kích thích cái chuyện mà tạo sữa. Và mình còn phải cho bé bú thường xuyên, bú thường xuyên theo nhu cầu của bé. Như những gì vừa rồi bác sĩ vừa chia sẻ thì những cái yếu tố dinh dưỡng thì sẽ không phải là cái nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến việc mất sữa của mẹ hay là không, đúng không ạ? Dinh dưỡng thực ra cũng đóng vai trò quan trọng lắm chứ. Bởi vì nó góp phần tạo nên cái lượng sữa dồi dào cho trẻ. Nhưng mà cái yếu tố quyết định ở đây á, chính là việc cho trẻ bú sớm, cho trẻ bú thường xuyên, và phải tạo ra được những cái cữ bú hiệu quả cho trẻ. Mà cữ bú hiệu quả là sao? Mấy mẹ bầu là mình hay mắc phải cái lỗi chỗ này đây. Cái mà cho để được một cái cữ bú hiệu quả đó thì bé phải bú đúng cách. Phải biết cách ngậm bắt bú. Để ngậm bắt bú cho đúng á, thì cái môi dưới của bé đó là phải ôm hết cái quần vú của mẹ. Để cho những cái xoang, ôm hết được cái xoang sữa thì cái động tác mút thì mới đẩy sữa được ra ngoài. Chứ nếu như mà mình cho bé bú không đúng cách, bé chỉ có ngậm cái núm vú của mẹ không thôi á, thì sữa trong cái xoang sữa nó đâu có được đẩy ra ngoài. Nếu như vậy thì như những gì bác sĩ đã chia sẻ cũng như là cái tình huống mà chúng ta vừa xem, có nghĩa là nếu cho dù là người mẹ có ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng hoặc là có
bổ sung những cái thực phẩm mà lợi sữa nhưng mà không có đúng cách, bé bú không đúng cách thì cũng là cái nguyên nhân dẫn đến việc là người mẹ thiếu sữa. Đúng rồi Mỹ Tiên, không, nếu như mà mình nói là dinh dưỡng nó không có vai trò gì thì thiệt ra là không phải, bởi vì nguồn dinh dưỡng nó cung cấp những cái chất cần thiết cho sữa mà. Cho nên là dinh dưỡng nó cũng đóng vai trò quan trọng, nhưng ở đây mình muốn nhấn mạnh, mình muốn hiểu cái cơ chế tạo sữa, tiết sữa để mà mình nhấn mạnh cái vai trò của việc cho bé bú sớm và cho bú thường xuyên, cũng như là việc cho bé bú đúng cách. Vâng, kính thưa quý vị, như những gì mà bác sĩ vừa chia sẻ thì trong cái quá trình sinh nở và sau khi sinh nở xong thì người mẹ cần bồi bổ dinh dưỡng để có thể hồi phục lại sức khỏe. Nhưng mà theo như Mỹ Tiên được biết là nếu như mà cái cơ chế dinh dưỡng thì nó cũng đối với người mẹ sinh thường và đối với người mẹ sinh mổ thì nó sẽ khác nhau đúng không ạ? Trước tiên mình sẽ nói đến người mẹ sinh thường đi ha. Người mẹ sinh thường thì mình cũng nên ăn đầy đủ dinh dưỡng. Mình giống như trong cái clip mình vừa thấy đó, cứ ăn hoài một món, một hai món mà cứ ăn mãi từ ngày này qua ngày kia là mình sẽ rất là ngán. Bởi vì bản thân mình cũng trải qua rồi, mình cũng biết ha. Thì mình tốt nhất là mình nên ăn đa dạng thực phẩm. Mình phải ăn đầy đủ bốn nhóm, cũng có chất đạm, tinh bột, rồi chất béo, đường, rồi vitamin, khoáng chất, từ 20-30 loại thực phẩm đó là mình phải thay đổi để cho người mẹ ăn nó dễ dàng hơn. Dạ. Với lại mình cũng không nên ăn mãi những cái món như mình thấy giò heo hầm rồi nó sẽ làm cho mẹ tăng cân không thể nào kiểm soát nổi. Và đó cũng là nỗi ám ảnh của những mẹ bầu. Vâng ạ, như vậy thì những cái món như là giò heo hay là canh đu đủ hầm thì vẫn rất là tốt và lợi sữa cho mẹ, nhưng mà nó sẽ gây cái cảm giác chán ngán và không có thể kiểm soát được cân nặng, khó mà lấy lại vóc dáng như là thời trước khi sinh. Như vậy thì bác sĩ có thể cho một cái thực đơn nào mà tốt và có lợi cho sức khỏe của mẹ trong cái giai đoạn nhạy cảm này không ạ? Như vậy nè Tiên, quan trọng là mình cần phải uống nhiều nước. Uống nhiều nước, mình phải uống 2-3 lít một ngày để nó có nguyên liệu để nó tạo sữa nữa chứ. Yeah. Và tốt nhất là mình nên uống nước ấm, bởi vì cơ thể của mẹ sau sinh á, mình cũng còn yếu. Yeah. Rồi mình ăn những cái thức ăn rau xanh, trái cây để nó cung cấp vitamin, khoáng chất và nó tránh được cái táo bón cho bà mẹ. Yeah. Còn những thức ăn mà nó có nhiều đạm đồ, không phải mình không ăn, mình vẫn ăn chứ. Nhưng mà mình không có ăn quá nhiều, bởi vì mình ăn quá nhiều thì nó sẽ gây ra cái chuyện táo bón cho những bà mẹ sau sanh. Dạ, rất là khó chịu đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh những cái món lợi cho sức khỏe thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những cái món mà kiêng kỵ trong cái giai đoạn này không ạ? Những thức ăn mà mình nên kiêng trong cái giai đoạn mình đang cho con bú sữa mẹ đó là những cái chất mà nó có mang cái tính, có những cái chất kích thích đó, như là trà, cà phê, thì mình sẽ hạn chế tối đa, tốt nhất là mình kiêng được, mình nên kiêng. Nước ngọt cũng vậy nữa, bởi vì ở trong đó nó có những cái chất kích thích thì nó sẽ kích thích bé, làm cho bé khó ngủ. Dạ, người lớn mình thậm chí uống quá nhiều thì cũng bị khó ngủ, nên là khi mà mẹ cho bé bú thì bé cũng bị kích thích và dẫn đến khó ngủ luôn ạ. Dạ, vừa rồi là những cái chia sẻ về những cái chất dinh dưỡng nên và không nên ăn trong cái quá trình cho người mẹ sinh thường. Vậy thì đối với người mẹ sinh mổ thì như thế nào ạ? Thật ra thì mẹ sinh mổ đó cũng không phải khác biệt gì quá với mẹ sinh thường đâu. Dạ. Chỉ là mẹ sinh mổ thì do là có vết mổ nên họ sẽ bị đau đớn nhiều hơn. Dạ. Mà cái chuyện mà đau đớn hay là do mình có vết mổ mình cũng sẽ lo lắng nhiều hơn. Lo lắng, căng thẳng rồi đau. Thì tất cả những cái đó nó là những cái yếu tố bất lợi cho cái chuyện mà tạo ra sữa, tiết sữa của mẹ. Cho nên là những bà mẹ mà sanh mổ á, thiệt ra mình cũng ăn giống như những bà mẹ sanh thường thôi. Nhưng mà quan trọng á, là mình phải vận động sớm. Vận động sớm. Rồi mình cũng phải cho bé bú sữa mẹ, cũng bú, cho bé bú sớm. Cũng cho bú thường xuyên như là những cái bà mẹ sinh thường vậy đó. Nhưng do là vết mổ họ đau thì trong cái thời gian mà mình mới mổ xong á, do họ đau thì họ chưa thể ngồi lên để cho bé bú được. Yeah. Thì mình có thể hướng dẫn cho nằm để cho bé bú. Vâng ạ, và cho Mỹ Tiên hỏi thêm một câu nữa là không biết là các mẹ sinh mổ thì nghe nói là sữa nó sẽ về chậm và ít hơn đối với những mẹ sinh thường đúng không ạ? Gần như là như vậy. Yeah. Bởi vì thì giống như mình chia sẻ lúc nãy rồi đó, cái tâm lý của mình căng thẳng lo lắng á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện tạo sữa và tiết sữa. Rồi cái sự đau đớn do cái vết mổ nữa nó cũng hạn chế cái chuyện là mẹ có thể ngồi lên cho bé bú sớm. Là do cái vấn đề tâm lý nên đúng là nó rồi. Sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà tuyến sữa về hay không nữa. Dạ vâng, nên các mẹ lưu ý nha, cho dù là chúng ta sinh thường hay là sinh mổ thì chúng ta cũng nên chuẩn bị một cái tâm lý thật tốt, bởi vì biết là lúc đó
tất cả thật ra là sinh thường hay sinh mổ thì cũng đau như nhau thôi, nhưng mà sinh mổ thì chúng ta còn có thêm một cái vấn đề lo lắng là sẽ bị sợ bị vết sẹo ở cái điểm mổ, nên là cái tâm lý của chúng ta sẽ khiến cho chúng ta bị mất sữa đó các mẹ ơi. Vâng ạ, ngoài cái việc là chúng ta tăng cường chất dinh dưỡng thì còn có những cái phương pháp nào để giúp sữa nhanh về nữa không thưa bác sĩ? Như My Tiên được biết là hình như cái phương pháp mà mình cho bé bú đúng cách cũng là một cách để giúp sữa nhanh về, thì có phải không ạ? Đúng rồi, đúng rồi Tiên. Mình cho bé bú sớm và cho bú đúng cách. Thì mình sẽ cho bé bú theo, giống như lúc nãy mình có nói rồi đó, mình phải cho bé ngậm bắt bú đúng để cho có được những cái cử bú hiệu quả. Rồi mình sẽ cho bé bú thường xuyên, bú theo nhu cầu. Khi nào bé đói là mình cho bú. Và bé bú đến khi nào mà bé no, bé cảm thấy đủ, bé ngưng thì thôi. Chứ không phải là mỗi cứ bú mình cho 10 phút hay 15 phút là mình ngưng. Không phải vậy, mà mình bú theo nhu cầu của bé. Cho đến khi nào bé no, bé ngưng. Rồi mình nên cho bú một bên vú, bú cho hết một bên. Rồi sau đó mình sẽ cho bú bên kia. Nếu như mà bé bú không hết sữa thì chúng ta sẽ hút hết sữa đó, chứ mình không có nên để lại, mình đừng có sợ thiếu của cử sau. Thì lúc nãy mình đã nói rồi, cái chất prolactin được tiết ra nó sẽ tạo sữa cho cử bú sau. Và trong lúc mình cho bé bú thì mình sẽ kết hợp massage. Mình sẽ massage bằng tay ha. Mình sẽ massage từ trên, mình sẽ ép nhẹ theo cái chiều của cái tuyến sữa đó để nó sữa nó chảy xuống. Rồi mình dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ đó để mình vuốt cái đầu núm vú ra để cho bé dễ bắt vú. Rồi khi mình cho bú thì cái tư thế của mẹ phải thoải mái, bởi vì có những mẹ rất là khó ngồi, rất là căng thẳng trong cái chuyện đó. Thì lúc đầu khó khăn thì mình có thể là để cái gối lên trên cái đùi của mình, rồi mình mới đặt cái tay lên để mình cho bé bú cho nó quen. Lúc mà mình chưa có quen thì mình sợ mỏi đó. Người của mẹ thì hơi đổ về phía trước một chút để cho bé ngậm bắt vú cho dễ và cho đúng cách. Mình cũng tận dụng, bây giờ nó có những cái vòi sen đó, lúc mình tắm thì mình để cái vòi sen nó tưới lên trên cái bầu ngực để là nó cũng là một cách để massage. Trời, bác sĩ chia sẻ em mới biết, giống như là trước giờ em cứ nghĩ là cứ để em bé vào thì tự bú đúng cách thôi. Bây giờ thấy quá trời cách mà để mình phải cho bé bú đúng cách và để sữa mới được về đúng mà. Và như chúng ta nói ngay từ đầu đó quý vị, là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề là bị mất sữa của mẹ bỉm. Thì có những cái mẹ bị mất sữa như vậy, trong cái lúc đó là chắc chắn sẽ rất là stress luôn, rồi bị hoang mang, rồi nản chí. Thì bác sĩ có những lời khuyên nào dành cho các mẹ trong tình trạng đó không ạ? Quan trọng á là cái tinh thần của mình đi. Mình phải có cái tâm trạng thoải mái, đừng có căng thẳng, giống như mình đừng tạo áp lực cho mình. Bởi vì cái việc mà mình bị stress đó là bản thân cái đó nó đã làm cho mình giảm lượng sữa rồi. Cho nên mình quan trọng là mình phải tạo cho mình được cái cảm giác thoải mái, và mình phải có cái niềm tin vô cái bản thân mình là mình sẽ sản xuất đủ sữa cho bé bú đó. Nhưng mà cái việc này cũng cần có sự động viên của ba, của gia đình, để cho bà mẹ đừng có căng thẳng thêm. Và mình cũng phải kiên trì nữa. Chứ không phải một sớm một chiều mà nó có thể có sữa lại được liền đâu. Các mẹ thân mến, là ngoài cái việc mà chúng ta thoải mái tâm lý thì bên cạnh đó là người chồng nè và gia đình xung quanh thì cũng nên là dành thời gian và yêu thương mẹ cũng như là bé nhiều hơn. Rồi mẹ thì cũng nên là chuẩn bị một cái kiến thức cho mình trước khi mà mình sinh, thì mình sẽ làm những cái hành động massage nào, hay là sẽ có những cái cử động tác nào để cho bé bú đúng cách, để mà sữa có thể về đầy đủ và liên tục, để không có tình trạng mà bị tắc sữa hay là thiếu sữa cho bé bú ạ. Và bây giờ vẫn còn một câu hỏi cuối. Thì chợt nhớ ra là trong cái đoạn video clip chúng ta xem tình huống lúc đầu giờ, là anh chồng có thắc mắc là về cái việc mà kích thước của vòng 1 thì có liên quan gì đến cái việc mà sản xuất sữa hay không ạ? Và thực sự là Mỹ Tiên cũng như là chắc chắn các quý vị ở đây cũng rất là thắc mắc về vấn đề đó ạ. Như vậy nè Tiên, cái số nang sữa ở các phụ nữ á, gần như là tương đương nhau, chứ nó không có phụ thuộc vào cái kích thước của vòng 1. Cho nên là cái kích thước của vòng 1 thì nó liên quan đến mô liên kết, rồi mô vú, rồi lượng mỡ nữa. Bởi vậy cho nên là mình đừng có lo lắng vòng 1 nhỏ hay vòng 1 to thì nó không có ảnh hưởng đến lượng sữa đâu, bởi vì cái số nang sữa nó gần như nhau hết mà. Dạ, mà từ xưa đến giờ em cứ nghĩ là vòng 1 nhỏ thì sữa sẽ bị ít hơn vòng 1 to.
À, vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Thùy Phước. Và chắc hẳn rằng Mỹ Tiên cũng như là quý vị đã trang bị được cho mình một số lượng kiến thức kha khá rồi đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Unitry và chương trình với chủ đề làm sao cho mẹ bỉm đủ sữa ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo ạ.